Dạ, qua Kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thì em với cha vợ cũng vừa đóng hoàn thành xong 23 đơn hàng gồm có bông giấy và bông trang để chuẩn bị gửi cho tất cả bà con ở mọi miền Tổ quốc nha. Nó do là ảnh hưởng của bão vừa qua thì có 2 ngày em không đóng hàng. Bão mưa ướt đầm đìa, mưa từ sáng tới chiều không lấy hàng vô đóng được bà con ơi. Bây giờ vừa dứt bão hồi sáng hôm qua, vừa dứt bão là em với cha em đóng đóng liên tục, giấc tối cũng đóng tăng ca để sáng nay cho bạn shipper bạn lại lấy nè. Bạn đem mang xe lại bạn lại lấy nha, một chuyến một để gửi cho bà con ở miền Tổ quốc. Thì những bà con nào đặt hàng ngày 28, 29 mà chưa thấy em đóng hàng gửi thì bà con thông cảm nha, do 2 ngày đó mưa bão nha bà con. Hàng có đi chậm hơn một chút xíu thì bà con cũng thông cảm giùm em. Em cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang và Hoa Giấy Vĩnh Trang nha bà con. Em đang chạy chương trình là 2 kênh liên tục. Một kênh thì em bán bông trang, một kênh em bán bông giấy. Rồi những cái thùng cao này là ba đóng bông giấy cho bà con nè. Em có quay một vài cái clip trên kênh Hoa Giấy Vĩnh Trang đó thì được bà con ủng hộ rất là nhiệt tình. Em cũng chân thành cảm ơn bà con luôn nha. Em cũng mong bà con ủng hộ thì bấm đăng ký kênh Hoa Giấy Vĩnh Trang để cho kênh của em ngày càng phát triển nha bà con. Rồi số điện thoại của kênh em là 0798 716 145, đó cũng là số Zalo của em nha bà con. Em vừa kinh doanh hoa kiển, vừa kinh doanh hoa giấy, vừa kinh doanh cây giống bông trang luôn nha bà con. Hai loại hình nha bà con. Thì cái thùng bông giấy em đóng cho bà con thì nó như vậy. Em sẽ có 4 cái cây trụ thẳng lên. Em nẹp vô cái chỗ, nẹp vô cái chậu quấn vòng tròn vậy xong rồi mình quấn thùng giấy lên. Đây là mình buộc bằng buộc dây kẽm không nha bà con. Đây buộc dây kẽm nè, đó. Dây kẽm giống như là em buộc buộc tay dê làm hồ, thợ hồ gì đó bà con, buộc y chang kiểu đó luôn đó. Cho nó chắc. Rồi không đóng thùng giấy vòng vòng. Ở đây bà con cũng em cũng bán được 16 cây hoa giấy nè bà con. Cũng nhờ bà con ủng hộ trên kênh Hoa Giấy Vĩnh Trang một cách nhiệt tình. Em chân thành cảm ơn bà con. Rồi đến đây em cũng tạm kết thúc cái clip nha bà con. Em chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha bà con. Em chúc bà con miền Trung của mình sớm vượt qua cái bão vừa đợt bão vừa rồi nha bà con. Rồi rồi em xin cảm ơn.